Ở đây có rất là nhiều những quán bar, cờ núp, những nhà hàng, đặc biệt là buổi tối ấy thì mọi người thấy không? Đi khoảng đầu vài chục mét là có một cái quán cờ núp. Ở phía trên kia thì mình thấy có một cái khu phòng, khi mà mình quét vào mình sẽ kiểu như là được người ta cho thuê. Sáng nay làm thủ tục có lâu không chị? Ở bên cửa khẩu. Nhưng mà cái độ chắc chắn thì không biết, thử xem nào. Xin chào mọi người. Hiện tại thì Khang đang có mặt tại một khu phố khá đặc biệt luôn. Có cái tên gọi là phố Tây. Nhưng mà không phải bên Tây mọi người ạ. Phố Tây này là ở Trung Quốc. Mình sang Trung Quốc mình chơi ấy, du lịch ấy, thì nó nằm ngay ở khu vực biên giới gần với Việt Nam mình. Một khu phố khá đồ sộ luôn. Ở đây có rất là nhiều những quán bar, cờ núp, những nhà hàng. Đặc biệt là buổi tối ấy, thì ở đây là khá là đẹp. Đẹp và nhiều gái, nhiều trai mà những người mà có tiền ấy, đến đây để trải nghiệm du lịch. Còn là uống bia rồi là chơi xả stress. Đặc biệt bên này mọi người ạ. Mình muốn cho mọi người xem cái này. Thì từ trước giờ mình hay quay và nói về cái giàn giáo bằng tre này. Có nhiều bạn các bạn là bên Trung Quốc còn lạc hậu, không có tiền nên người ta phải sử dụng giàn giáo bằng tre này. Nhưng mà không phải mọi người nhá. Ở bên này ấy, những cái tòa nhà mà dưới 6 tầng là đa số người ta làm giàn giáo bằng tre hết. Còn trên ấy thì người ta sẽ làm giàn giáo bằng sắt. Còn cái tre ấy, nó có những cái ưu điểm và có những cái nhược điểm. Mình lại xem nó có chắc chắn không nhá. Đây. Cái này là chắc là người ta làm khá lâu rồi mình ạ. Mình thấy nó mục nát hết rồi. Tre thì đầu tiên là phải nói về cái chi phí, chắc chắn là rẻ rồi. Nhưng mà cái độ chắc chắn thì không biết, thử xem nào. Cái này thì lâu rồi mình ạ. Ôi dồi ôi. Cầm mình lay mà nó nung kiểu này là nguy hiểm mình ạ. Mà không phải là cái nhà là đâu mọi người nhá. Nhưng có những nhà mà 5 tầng, 6 tầng người ta vẫn làm giàn giáo bằng tre. Cái cảm giác mà cao trinh vinh làm như thế này nhìn khá là nguy hiểm. Nhưng mà khi mà mình đăng những cái clip lên ấy, có rất là nhiều người nói mình là Khang ơi không phải đâu. Giàn giáo bằng tre này nó rất là lợi hại. Nó có một cái sự liên kết bền chắc đẹp. Vậy nên để mà bảo nó hư hay là bảo nó bị sập ấy thì khó lắm. Và cái điều đặc biệt mình muốn chia sẻ với mọi người là ở khu phố Tây này thì người ta không bao giờ nói chuyện đến vấn đề mà thiếu tiền. Phố Tây mà, khu này giàu có lắm mình ạ. Và mỗi cái công trình nhà người ta là tính tiền tỷ không ấy. Vậy nên chuyện mà thiếu tiền không phải. Còn cái điều mà mình muốn nói với mọi người là người ta làm giàn giáo bằng tre vì người ta thấy hợp lý, chắc bền đẹp. Còn xe người ta này, đấy. Người ta các bạn bảo chê xe Trung Quốc, nhưng mà xe Trung Quốc có nhiều xe gọi là phải nói là khá là đắt tiền đấy mọi người ạ. Còn khu phố này như thế nào thì bây giờ mình sẽ cho mọi người đi tham quan trải nghiệm phố Tây ở Trung Quốc. Bây giờ Khang sẽ di chuyển vào xe điện dẫn mọi người đi tham quan trải nghiệm khu phố Tây này, xem có cái điều gì đặc biệt và xem kiến trúc ở bên này người ta xây dựng như thế nào. Điều đầu tiên mình muốn nói đó là ở bên khu phố Tây này là một cái địa điểm mà rất là nhiều người Việt Nam mình đến đây trải nghiệm chụp hình, quay phim. Và khu phố này thì có đầy đủ kiểu như là quán bar, cờ núp, nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, rất là nhiều thứ nữa. Đó, bên đó là một cái quán kiểu như quán bia, quán rượu đó. Còn góc bên này thì là một cái quán cờ núp. Ở phía bên trên người ta sẽ sử dụng cái diện tích để làm quán karaoke. Tức là mọi người có thể chơi chán cờ núp ở dưới thì mọi người đi lên trên hát karaoke. Mà hát karaoke chán ở trên thì lại đi xuống dưới chơi cờ núp. Và bên này thì người ta sẽ đặt combo. Như mình thì hôm bữa mình đi ấy, thì 4 anh em sẽ đặt combo là 600 tệ. 600 tệ thì người ta sẽ bỏ ra đấy 3 thùng bia và một đĩa khô, một đĩa trái cây. Bia bên này thì nó ngọt sắc à. Mình cũng không biết là các anh chọn như thế hay như thế nào, mình chả hiểu. Thì bọn mình chơi khi nào mà chán thì nghỉ. Ở giờ bên này thì cứ 11 giờ là bắt đầu người ta lên nhạc ở quán cờ núp vậy. Còn đi karaoke cũng vậy thôi. Karaoke thì mình cũng hỏi các anh chị bảo là đặt phòng, đặt bàn, thanh toán trước. Rồi là người ta bỏ lên đó để chơi. Khi nào chán thì về thôi. Và đây có nhiều người bên Trung Quốc này người ta toàn đặt xong rồi người ta ngồi chơi mặt trượt hay chơi bài trong đó. Đó là cái chuyện bình thường mọi người nhá. Đây cũng có một quán hát nữa. Nhìn quán này cũng khá là đồ sộ luôn mọi người. Để ý một chút nữa thì mình thấy rằng là cuộc sống người dân ở bên này ấy, người ta khá là thong thả luôn mọi người. Kể cả đi ra ngoài đường vậy, đi xe vậy, người ta cứ đi nhẩn nha, tung tăng thôi. Chứ không có kiểu như là hối hả vội vã đâu. Chở hàng, đi học hay là đi chơi, đi làm, tất cả mọi thứ người ta đều có. Để nói một từ đó là man á, chậm á. Ở bên này thì sạch thì khỏi nói rồi. Đường xá người ta mà kiếm một cái rác thì rất là khó. Không phải đường này đâu mọi người, còn tất cả các tuyến đường cũng vậy. Bữa mình đang đứng, mình nhìn thấy một anh cảnh sát ấy, cảnh sát bên này này. Anh thấy bà kia bà rớt một cái rác ở giữa đường ấy. Rớt một cái đấy gọi là cái vỏ mà đựng giấy ấy. Anh ra anh nhặt, anh mang một sọt rác anh bỏ mọi người. Cảnh sát giao thông bên này nó kiểu như là nó lịch sự và nó nghiêm lắm mọi người ạ. Người ta thấy rác ngoài đường hoặc người ta thấy ai mà làm cái gì bậy bạ là người ta sẽ nhắc nhở và người ta không thích đâu. Dù phạt thì không phạt đâu, tại vì người ta chưa có cái luật mà kiểu như phạt người dân bỏ rác ngoài đường hay sao á. Còn như sang một số nước khác thì mình nghe đâu là nếu mà vứt rác bậy bạ là cũng có khi là bị phạt mọi người ạ. Còn xây dựng bên này thì mọi người để ý đây, ở nhà người ta xây san sát nhau và nhìn nó kiểu như là giống nhau hết, như một khu nhà phố ấy. Nhà phố ở Việt Nam mình y chang vậy đó. Khu này thì khá là nhiều căn luôn, nếu mà để mà số dân, số người mà ở hết ở khu này thì rất là đông, nhưng mà nghe đâu các cô chú nói rằng là một số lượng người lớn sau khi dịch ấy, là người ta đã trở về quê hương, về Quảng Đông, về khu vực Phúc Kiến, An Huy. Trước kia thì ở đây có rất là nhiều nơi nhiều người tập trung đến, kể cả Việt Nam vậy. Ngày đó thì Việt Nam mình sang thoải mái, kiểu như đi sổ vàng ấy, thì có rất là nhiều người sang đây làm, sang đây ở, sang đây kinh doanh buôn bán. Mà sau này thì người ta trở về do bây giờ Trung Quốc người ta siết chặt, lại, người ta không cho kiểu như là Việt Nam mình đi tự do như ngày xưa nữa. Vì người ta phát hiện ra rằng là có rất là nhiều người lợi dụng cái việc mà đi tự do đó để đi sang bên Trung Quốc này làm kiếm tiền ạ. Sau khi biết chuyện đó thì người ta đã cấm hẳn sổ vàng. Bây giờ mọi người muốn đi sổ vàng nhé, là bắt buộc phải đi tour. Tour là từ 3 người trở lên và có một hướng dẫn viên Trung Quốc, một hướng dẫn viên Việt Nam. Hai người đó sẽ gọi là như áp sát rồi là đưa mọi người, nói chung là giám sát đi, giám sát đưa mọi người sang đây chơi, trải nghiệm. Xong là hai người đó sẽ đưa mọi người về. Thiếu một người là công ty đó sẽ rất là mệt mỏi đấy, có thể là bị tước giấy phép, ngừng hoạt động hoặc phải đền với số tiền rất là nhiều, từ 10 đến 15 vạn là bình thường nhá. Vậy nên mọi người cứ hay hỏi mình là muốn đi du lịch bên này có dễ không. Dễ là mọi người đi tour, tour là từ 3 người trở lên, thì mọi người đi sang thì mọi người cứ vác ba lô lên đi thôi, bên công ty người ta lại nói hết giấy tờ rồi. Còn mọi người muốn đi tự túc như mình thì mọi người phải làm hộ chiếu, xong xin visa, visa du lịch Trung Quốc ấy, thì 15, 30 ngày gì đó, xong là mọi người đi đến cửa khẩu là mọi người đi sang Trung Quốc thôi. Nhưng mà để mà sang được Trung Quốc thì nó cũng mất một số cái vòng vèo nữa, kiểu như là người ta sẽ hỏi vài câu hỏi để xem là mình có đi sang bên này đúng cái mục đích không, hay là đi sang bên này đi làm, kiểu như vậy. Còn rất là nhiều những câu chuyện mà mình sang đây mình mới phát hiện ra nó khác hẳn so với suy nghĩ của mình mọi người. Điều đầu tiên mình muốn nói mọi người đó là cái an ninh ở bên này. Lúc đầu mình cứ nghĩ rằng là bên này nguy hiểm lắm, sang đây có thể là bị bắt cóc, bị này nọ, nhưng mà không phải đâu mọi người nhá. Sang đây rất là an toàn. Khi mà mọi người sang thủ tục giấy tờ đầy đủ thì người ta đã đưa mọi người vào danh sách khách du lịch, thì người ta sẽ gọi là bảo vệ tất cả mọi thứ là rất là ok luôn. Không may mà xảy ra cái gì người ta sẽ no, và cảnh sát ở bên này thì người ta rất là nhiệt tình và người ta rất là gọi là chuẩn đấy, chứ không phải vớ vẩn đâu. Cái điều nữa đó là rất là nhiều cô chú anh chị hay hỏi mình rằng là sang đây có bị cái trường hợp mà kiểu như là mua bán gì đó, nhưng không có đâu mình ạ. Mọi người thấy không, đi cứ khoảng đầu vài chục mét là có một cái quán cờ núp. Một quán nào cũng đồ sộ mình ạ, đồ sộ mà nhiều, gọi là phong cách ấy. Người ta không có làm theo một cái lối kiến trúc gì đó, mà mỗi một quán có một cái nét khác với nhau. Đây này, quán này người ta chơi hết một màu đen mà. Cũng cờ núp mình nhá, mấy quán bên này cũng cờ núp, với quán bia, quán nhậu. Đây hình như là quán bia mình ạ, bia, bia rượu. Đó, trong đây gọi là bao luôn. Nếu mà ai mà muốn trải nghiệm theo kiểu đi Tây, đi sang nước ngoài, đi sang Mỹ, Âu, châu Âu gì đó, đến mà uống xong là có vài bạn gái đến là hát hay là nhảy, thì đây đúng là phải nói là lý tưởng rồi. Đấy, rất là rộng rồi. Khi mà đang ở trong đây quay review cho mọi người xem thì mình phát hiện ra ngoài kia có một tour du lịch kiểu như là những người Việt Nam mình sang bên này để thăm cái khu phố Tây ở bên Trung Quốc này. Bạn này chắc Việt Nam. Hello, chào chị. Chị người Việt à? Đi tour. Tour chị đi mấy ngày? Em đi có một ngày thôi. Một ngày, đến tối về? Ý là em đi 2 ngày một đêm. Sáng nay làm thủ tục có lâu không chị? Ở bên cửa khẩu? Sáng hôm qua. Dạ, em cảm ơn chị. Đấy, chị. Thì đấy, thì đây là những người Việt mình trải nghiệm du lịch tour. Cái khu phố này thì cũng không phải là khu phố của người Tây đâu mọi người nhá. Cũng như khu phố Việt mình ấy, thì ở đây người ta mang nhiều những cái nét đặc trưng kiến trúc của bên châu Âu, thì người ta gọi là phố Tây thôi. Khi vào đây thì mọi người có thể thoải mái trải nghiệm những cái khung hình, những cái điều thú vị ở bên Trung Quốc đây. Đây là một cái kiểu như là ngày xưa người ta sử dụng để gọi điện công cộng mọi người, trạm phone công cộng. Ở bên này thì có nhiều điều thú vị lắm mọi người ạ. Khi mà mình đi mình mới cảm nhận được. Đây có cái này nữa, này là cây thông Noel bằng chai bia. Nhưng mà cái điều quan trọng của mình bên này mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là cái hệ thống sạc pin, cho thuê pin sạc mọi người. Ở bên này ấy, thì người ta sẽ lắp đặt những cái hệ thống này ở khắp nơi luôn. ở các nhà vệ sinh công cộng. Nó là một cái cục có rất nhiều cục pin sạc dự phòng, khi mà mình quét vào mình sẽ kiểu như là được người ta cho thuê cái sạc dự phòng đó để mình sạc điện, sạc pin, khi nào xong thì mình sẽ trả cho người ta. Đó. Cái này thì ở các khu trạm xe bíp công cộng và là cái gì đó, nhà vệ sinh công cộng đều có hết mọi người nhé. Bên trong đây thì mọi người sẽ trải nghiệm được một cái khung hình, đó là cái tháp đồng hồ mọi người, khá đẹp luôn. Đây thì có rất là nhiều người Việt đến đây để trải nghiệm, để tham quan du lịch. Đó, đây là các anh chị người Việt mình nhé, đến đây để chụp hình, những cái bức hình mà mình cứ cảm nhận như kiểu là được đi châu Âu á. Mình di chuyển vào bên trong này cho mọi người xem tí. Ở đây thì mọi người có thể thấy được đó là những cái bức hình, bức tượng nhìn cũng khá là có kiểu như là cổ kính rồi, về một vị đàn ông, người phụ nữ, nhưng mà điều đặc biệt là người phụ nữ này lại không mặc áo mình ạ. Kiểu như để trần. Mình không biết rằng là những người phụ nữ này có liên quan đến một cái sự tích hay là một cái vị thần nào đó hay không. Một người phụ nữ, một người đàn ông, đó, hai người. Bên trong đây thì phải nói là khá đẹp luôn. Cái hình ảnh kia thì mình nghĩ không nhầm thì người ta trang trí cái hôm Noel á, và người ta để như thế, có nghĩa là biểu tượng là một ông già Noel đang vào phòng, vào nhà để gọi là chia sẻ những cái món quà cho các em nhỏ. Đó. Ở bên này rất là sạch mọi người nhá, bên này sạch vì do những người mà làm vệ sinh này, người ta gần như người ta làm suốt ngày mọi người, người ta dọn dẹp rất là đấy, cô này dọn dẹp rất là kỹ luôn đấy. Còn cứ bảo tại sao mà đất nước người ta sạch thì đơn giản, người ta ý thức tốt, thứ hai là chịu khó tập trung dọn dẹp thì nó sạch thôi. Khi mà đi tour ấy, mọi người sẽ được di chuyển bằng cái xe điện này mọi người nhé. Mọi người sẽ xuất cảnh từ Việt Nam, nhập cảnh vào Trung Quốc. Khi mà vào tới Trung Quốc thì mọi người sẽ có cái xe điện như này, người ta sẽ đưa đón, chở mọi người đi đến các điểm du lịch. Đấy, có các bạn đấy đang selfie đấy. Nói chung là đây là khá là đẹp luôn. Vậy nên cái chuyện mà lựa chọn cái khung hình ở đây để mà chụp hình thì cũng đúng y chang luôn. Bây giờ mình sẽ đứng xem mấy chị chụp hình một chút, mình sẽ di chuyển về mình ạ. Thì clip này mình chia sẻ ngắn vậy thôi. Chủ yếu muốn nói với mọi người rằng là đi tour thì có những cái lưu ý gì, đi tự túc thì cần những cái gì, và cái điều đặc biệt là bên này phố Tây ra sao. Đó. Thì mọi người cảm nhận về cái phố Tây này nó có đẹp hay không, và nó có những cái điều gì mà mọi người thấy thân quen hay là đã từng đến, thì mọi người cho cái comment bình luận bên dưới. Còn một chuyện nữa đó là mình mới kết hợp với một công ty ở Trung Quốc, và mình nhận đặt tất cả các loại hàng ở Trung Quốc, hàng nội địa, hàng Taobao, kiểu như xe điện, là điện thoại, loa đài, quần áo. Và mùng 4, mùng 5 Tết tới đây, mình và anh đó sẽ mở một cái cửa hàng gọi là TikTok, làm shop ấy. Mình sẽ livestream bán ở trên shop của Vương Khang. Mình giờ thì cuối năm này mình chưa có làm. Nói chung là bây giờ mình vẫn đang nhận đặt nhé. Mọi người có thể vào mô tả cái, nói chung là vào tìm số điện thoại của mình và liên hệ nếu mà muốn đặt bất cứ cái hàng gì của Taobao hay là hàng nội địa Trung Quốc mình nhé. Video này mình chia sẻ tới đây. Mọi người có những cái góp ý hay có những cái ý tưởng hay có những cái gì mà muốn mình quay, mình chia sẻ thì cho cái comment bình luận bên dưới. Và video mình thì làm không thể nào mà hoàn hảo mà vừa lòng hết tất cả mọi người được. Chỉ mong rằng là mọi người có những cái thiếu sót của mình mọi người bỏ qua. Một cái năm cũ sắp hết và một năm mới sắp đến, mình mong rằng năm mới mình sẽ có những cái chuyến đi, những trải nghiệm mà sâu hơn, xa hơn. Tại vì còn 2 ngày nữa là mình kết thúc học rồi mình ạ. Kết thúc học thì mình sẽ rảnh rỗi và mình có thể là mình đi thoải mái rồi. Thôi chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và đã đồng hành với Khang trong suốt thời gian qua. Chào mọi người.